Chào tất cả mọi người, tôi Kiên Anh Tự Khóa đây. Ngày hôm nay rất vui chúng ta lại có mặt ở đây. Ngày hôm qua thì tôi cùng Khánh Duy Vlog có lên trên Hà Quảng. Video tôi để trên góc trái màn hình. Hai anh em đi từ lúc 1 giờ rưỡi trưa, trời mưa rất to, đến 6 giờ rưỡi, gần 7 giờ tối mới về đến cửa hàng. Thì lúc đấy đã dọn hàng mất rồi, chợ người ta cũng chuẩn bị nghỉ đóng cửa rồi. Thì chưa dọn dẹp được, ngày hôm nay tôi lại chia sẻ với các bạn về những thứ ở trong cửa hàng của tôi mà hôm qua tôi đi làm mà tôi nhặt được. Đấy, hôm qua thật sự là một ngày vất vả. Đầu tiên thì intro đã. Siêu trộm. Hồng trần trên đôi cánh tay, hoa đây em trong phút giây. Từ ngày thơ ấu còn ngủ mơ đến khi thơ ơ. Đời ai đâu có hay, bên đời em vỗ cánh bay. Ok. Chiều buồn nghiêng nắng, biển vắng mênh mông lang thang mình ta. Mây bay cao bay khuất chân trời, bật theo tiếng gió quân trời đưa ta đi về đâu. Một ngày nào mình tình cờ quen nhau, hẹn ước đi qua bao nhiêu thời gian. Mê ba tâm buồn lắm với tiếng sắc lạc. Đã có những lúc anh ước mơ, dù ước mơ luôn bay xa tầm tay. Sau một ngày một phiền sẽ qua, chủ nhân Thành đẹp trai đấy. Như các bạn có thể thấy thì ở trên bàn tôi có một đống khóa như thế này. Những cái ổ khóa này thì có loại nó bị giỏ 52 vào này, có loại thì bị mất chốt này, có loại còn nhìn cũng khá mới nhưng mà người ta đã đập gãy mất cái chốt ở trong này rồi, không dùng được nữa. Đây, có những cái loại nó còn không phải là Việt tiệp, nó còn là hàng nhái cơ, Việt Pháp cơ. Ở cái bàn này thì tôi cũng có vài loại nữa, hôm qua đi làm về thì chưa kịp dọn. Cũng có vài mẫu khóa Việt tiệp vớ vẩn như này. Đây cũng có vài ổ hỏng, nhưng ổ này vẫn còn chìa nhưng mà bị giỏ 52 ở đây. Tôi đang thử xem có mang ra được không. Dùng là đi làm về toàn những cái người ta vứt đi mà. Mình tận dụng được cái gì thì mình tận dụng, không thì bỏ đi thôi. Đây là túi đồ ngày hôm qua mình đi làm. Thì nó cũng không có gì nhiều cả, chỉ có một số thứ thôi. Cái ni lông này nếu mà hôm qua không có là ướt hết cả đống đồ này rồi. Ngày hôm qua đi xe thì tôi phải lấy cái ni lông này về tôi trùm. May mà tôi đã tính toán trước. Đây này, ngày hôm qua tôi làm đây, nó bị như thế này rồi. Nó kẹt cứng đơ luôn. Cái này là may còn mở được cái này, mở được chéo như này là mở được này. Còn có những ổ là phải đục này, rất là mất thời gian. Đây, đây này, đục khoét như này này. Đây, các bạn nhìn này. Thật sự tôi rất buồn. Nhìn vậy thôi chứ rất là mất công để đục được một ổ khóa để mở được như thế này nhé. Rất là mất thời gian. Đục như thế này mất cả 10 phút, 15 phút mới xong. Mà rất mệt. Rất nhiều. Đây này, đâu phải đơn giản đâu, gãy luôn cả đầu mũi khoan. Tôi rất buồn. Thực sự hôm qua một ngày đi làm rất mệt mỏi. Đi làm cách nhà 50 cây.
mà đi làm thật quá kinh khủng. Này, nhìn này, những ổ khóa. Ổ khóa này trước khi tôi đến thì họ đã đập như thế này rồi, họ lấy búa về họ đóng vào. Thế là đến lúc mình lên thì nó đã bị, đây, các bạn nhìn này, một ổ khóa đã bị oxy hóa rồi mà nó lại còn bị đập như thế này nữa, làm sao mà mở được, đúng không ạ? Thế là tôi phải đục thôi. Nhìn này, đây cái ổ khóa này còn mở được, còn đỡ này. Đây, nhưng mà nó cũng bị gì hết rồi. Các bạn nhìn tác phẩm của tôi này. Đấy, nhìn thấy không, ác không? Tôi khoét hết cái lõi của nó xong tôi mới mở được. Thú vị thật đấy. Làm thế nay bao giờ không? Này, chết. Quá là bừa bộn luôn. Sau một ngày đi làm về mà nó kinh khủng như này đấy các bạn ạ. Đây, đây là những cái thứ ốc vít ở trong này, ngày hôm qua đi lắp nó thừa ra này. Người ta cho mình thôi chứ cũng chả để làm cái gì cả. Tôi cũng lấy về cái nào dùng được thì tôi dùng, không thì tôi cho đi đồng nát hết. À không không, tôi vừa mới nghĩ ra một ý tưởng, đó là ngày hôm nay tôi sẽ bổ đôi cái ổ khóa này ra xem ở bên trong nó có những gì. Tại vì đằng nào bây giờ cũng mất công đục như thế này rồi. Bây giờ tôi sẽ bổ ra, tôi xem ở trong nó có cấu tạo như thế nào để cho các bạn cùng tham quan. Khổ thân tôi. Trời ơi, sau một ngày đi làm về nhìn đống đồ này có thấy chán không? Giơ tay lên trời nào, tay sang ngang bờ vai, tay song song trước mặt, buông cả hai tay. Cô dạy em bài thể dục buổi sáng, 1, 2, 3, 4 hít thở. Tay giơ cao lên trời nào, tay sang ngang bờ vai, tay song song trước mặt, buông cả hai tay. Mời mọi người nhé. Vợ tôi vừa đưa cho một hộp xôi. Này, tuyệt vời không? Mời mọi người ăn sáng nhé. Tôi cũng hơi đói rồi. Ra dạ cũng khá lâu rồi, ngồi dọn dẹp từ nãy giờ. Giờ một lát nữa mình sẽ tiếp tục dọn nốt cái đống ở trên bàn này, xong bắt đầu lại dọn đống đằng sau. Thật ra thì ngày hôm nay tôi muốn dành một ngày để dọn dẹp cho nó sạch sẽ cái quán một chút, sắp xếp lại một chút. Sau đấy thì cắt vài cái lõi khóa ra cho anh em xem ở trong thôi, chứ thật ra thì những cái thứ đấy nó rất là vô bổ, nó chả có gì cả, không có giá trị. Nên là tôi không muốn làm những cái clip để tập trung vào phá hoại hay là ấy, làm cho vui thôi, chỉ một đoạn thôi nhé. Chứ còn tôi mà làm những cái đấy nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến giới trẻ rất nhiều, tại vì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến phá hoại với lại làm hỏng mọi thứ, tôi không thích. Ngon đấy, tuyệt vời. Có một tí ớt thì hay, không có tí ớt nào hết. Sợ thật. Rồi các bạn, chúc mừng tôi đi ăn một hộp xôi, tôi phải đầu tư cả một lọ tương ớt. Trời ơi. Đó, mới đấy nha. Không phải đi xin của ai đâu đấy. Tôi là không có thói quen đi xin đâu, tôi chỉ đi nhảy thôi. À, chắc các bạn mình là tài tỏi. Tài tỏi. Ôi, hôm nay mình sẽ ăn hết đống ớt này. Có thêm tí ớt mùi nó thơm mặn. Nhìn sướng thế nhỉ. Ngon. Mọi người. Diều sầu nắng suốt đêm cho quên đi ngày tháng buồn. Người mà ta mãi thương nay cũng đã mỗi người một phương. Nàng còn hay nhớ chẳng khi xưa ta đã nói những lời. Chiều nào mình tình cờ tôi nhau, hẹn ước với ta thời gian. Buồn đau với cuộc sống nhạt nhòa, đã có những lúc anh ước mơ, dù ước mơ luôn bay xa tầm tay. Rồi một ngày muộn phiền sẽ qua, sống chết có nhau khi anh em ta về đây.
ấy ạ. Tại sao phải cho vào cái nước này? Tại vì khi mà cắt xong cái này ấy, thì nó rất là nóng, cho vào đây nó hạ nhiệt thế thôi. Chào mọi người, trước mặt các bạn đây là một cái khay để đựng những viên bi ở trong ổ khóa này, để sửa cái ổ khóa đấy. Ví dụ ngày hôm đấy bạn sửa cái ổ khóa này, đấy bạn để cái thân ra cái chỗ to nhất này, đây cả cái ô to nhất này bạn để cái này, cái càng này bạn để ra cái ô này, cái lõi này bạn để vào cái trên này, đấy cái lò xo to này bạn để ra đây, cái lò xo bé hơn đấy. Ví dụ như loại này thì nó sẽ có 5 cái lò xo, 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn phải để theo thứ tự. Lúc mở ra các bạn rút ra phải để 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, từng viên như thế một. Xong bạn đã để riêng ra đây. Như thế thì khi mà chúng ta tháo ra nó sẽ không bị lộn xộn. Và khi lắp vào nó cũng không bị lộn xộn. Tại sao phải có những cái ô như thế này? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8 như thế này. Đấy, tại sao lại làm phải làm nhiều như vậy? Ví dụ như cái loại lõi bình thường của Việt Tiệp hoặc là Huy Hoàng như thế này, nó chỉ có 5 lỗ, 1, 2, 3, 4, 5 thôi. Thì chúng ta sẽ cho 5 viên bi vào, giả sử như thế, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, như thế. Đấy, đấy, để cho nó không bị đảo lộn vào nhau. Và chúng ta biết là cái nào là của cái nào. Tại sao lại có đến 8 cái rãnh? Bạn có bị thừa không? Không thừa. Tôi cố tình làm như vậy. Tại vì như một ổ khóa lõi tim bình thường như thế này, nó sẽ có đến tận 7 viên bi. Đấy, trung bình là sẽ có 7 viên, 7, 2, 14, 2 hàng bi thì là có đến 14 viên bi ở chỗ này rồi. Đấy là cả bi chính và cả bi lót. Nhưng mà chưa tính đến cái loại có 2 hàng bi thì sao? Thì nó lại còn nhiều bi hơn nữa. Một dãy có 5 viên, 5, 10, 15, 20, đấy có tất cả là 20 viên bi tất cả cơ. Không hề thừa một chút nào. Ví dụ mỗi một hàng này bạn để 5 viên, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, đấy, ví dụ như thế. Xong lại để lên, đấy, 1, 2, 3, 4, 5 các bạn ghi theo dãy. Công việc gì cũng vậy, khi mà bạn làm nhiều, trau chuốt nhiều vào nó thì sẽ thành một cái thói quen. Và khi các bạn làm sẽ tự hiểu, tự nghĩ ra thôi. Chứ còn như tôi ngày xưa lúc cũng mới học cái sửa khóa này, có thật sự có nhiều cái nó không biết. Nhưng mà một lòng kiên cường, thật sự muốn học thì các bạn sẽ hiểu và cần phải mua những gì, cần phải đầu tư những gì. Khi bạn làm, bạn thiếu cái gì, bạn sẽ biết. Công việc này nó chọn mình thì hãy dành thời gian, dành công sức để đưa cho công việc đấy lên một tầm cao hơn, những thứ tốt hơn. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã luôn quan tâm, ủng hộ và theo dõi kênh của Kỹ Anh Thợ Khóa. Ngày hôm nay thì tôi cũng chả biết làm gì cả, chỉ biết là cắt ra xong rồi chia sẻ cho các bạn thôi. Một lúc nữa đây thì tôi sẽ cắt cái tim khóa này ra để xem bên trong nó có những gì, xong sẽ giới thiệu cho các bạn. Bây giờ ở ngoài cửa hàng, thật sự bây giờ mới có hơn 2 giờ một chút, nên là mình không muốn cắt để làm phiền đến mọi người. Một chút nữa khi nào trời muộn hơn một tí thì tôi sẽ cắt cái này ra để quay cho anh em xem nhé. Trên tay của tôi đây là những cái khuyên khóa. Nếu anh em nào thích mua những cái khuyên khóa riêng này thì link tôi để dưới phần mô tả chỗ Shopee của tôi nhé. Bây giờ tôi sẽ đổ đầy vào cái hộp này. Sau khi tôi đổ vào hộp thì còn có từng này thôi. Tất cả mọi người đến làm chìa khóa đây thì làm một chiếc đều được tặng một chiếc, làm hai chiếc đều được tặng hai chiếc. Có nhiều người thích tôi vẫn tặng thêm không sao cả. Bình thường tôi vẫn bán cái này nhưng mà ai xin vẫn có thể cho, nếu mà ít, còn nhiều thì vẫn phải bán chứ. Bán nhiều là khác. Không lan man nữa. Và vấn đề chính. Cắt. Tháo ra. Qua đây phải đục vào đến tận chỗ này rồi này, thật sự rất là kinh khủng. Đây ở bên trong của nó thì có một cái chốt vào cái này thôi, có một cái lò xo ở thế này nữa. Cái lò xo này yếu đuối quá.
khô. Tháo hai cái ốc này ra. Ok, tháo tách được đây ra rồi này. Đây là tất cả những thứ còn sót lại ở trong cái ổ khóa này khi chúng ta cắt ra. Đây, khi mà cắt làm đôi ra thì cái thân đồng này nó như này. Ôi trời ơi, nóng, bây giờ vẫn còn nóng. Còn hai cái mảnh này là cái lõi. Đây, nó là cái lõi này này. Ví dụ như một ổ khóa như thế này mở được bằng tay nhé. Đây này, mở được bằng tay như thế này. Không cần phải đục thì nó sẽ bị chéo như thế này. Còn cái ổ khóa nào mà đục rồi ấy thì nó sẽ bị tuét ra. Lúc đầu tiên cái này là do một người thợ khác họ đến họ lấy búa lấy đục về họ đục, thế là làm hỏng luôn cái ổ khóa này đấy, nên là tôi lại phải đi đục theo họ mấy cái nữa. Có những cái như thế này này, đây đấy. Tôi phải đi đục để xoay được cái chốt ở trong này. Nói chung là rất là mệt khi là đi làm sau người khác. Còn có những cái ổ như thế này thì là nó bị hỏng cũ quá rồi, đây nó bị gãy ở chỗ này rồi nên là chúng ta phải bỏ thôi đấy, cũ quá bỏ thôi. Đây, mỗi khi đi làm thì tôi sẽ xin những cái ổ khóa cũ này về để làm kỷ niệm. Nó bị oxy hóa hết rồi này. Đây, không dùng đến nó cũng bị hán hết rồi. Này. Kẹt cực khó chịu luôn. Đấy, cái này là cái đế này. Cái miếng này là đế này. Ôi trời rồi. Cái miếng chỗ này thì là ở đây. Đấy, miếng này. Hai cái lỗ tròn này thì là để lắp vào hai cái... Ui, nóng thế. Lỗ này, dưới này này. Đó, các bạn thấy không? Nãy tôi tháo hai con ốc ấy. Đây này, để lắp vào đây. Ui, vẫn còn nóng lắm. Hai con ốc này. Đấy, viên bi thì nó sẽ nằm như thế này. Đây này, nhảy lên nhảy xuống như thế này. Đấy. Đây là tất cả cấu tạo ở bên trong của một cái lõi khóa như thế này. Còn có cái lò xo nữa cơ. Đây, còn có cả một cái chốt như thế này và một cái lò xo như thế này nữa. Đây là tất cả mọi bộ phận cấu tạo nên một cái ổ khóa tủ K97 như thế này. Đấy. Ngày hôm nay thì tôi đã cắt được phần nóng lắm. Ngày hôm nay thì tôi đã cắt cái này. Nếu anh em muốn tôi phá một loại khóa nào khác, bình luận ở bên dưới tôi sẽ làm cho các bạn. Cái này thì bây giờ chỉ có bán đồng nát thôi chứ làm gì được nữa. Tạm biệt. Chào mọi người, vậy là ngày hôm nay tôi đã trải qua khá nhiều việc. Từ dọn dẹp cho đến làm lại cái bảng hay là cắt ổ khóa ra thì cũng khá nhiều việc trong một ngày tôi phải trải qua. Còn có cả bọc hàng nữa cơ. Đây gói hàng nhưng mà hiện tại bây giờ các vùng dịch đang rất là nhiều nên là tôi không gửi đi được. Nên là tạm hoãn lại một số việc gửi hàng. Anh em nào cần mua hàng thì cứ xem ở trên Shopee. Tôi để mô tả ở dưới này. Cảm ơn tất cả các bạn thời gian qua đã luôn quan tâm ủng hộ và theo dõi kênh của Kỳ Anh Tự Khóa. Nếu các bạn muốn tôi làm về một loại khóa gì khác hay là những cái loại khóa thì các bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn, bình luận ở bên dưới tôi sẽ chia sẻ cho các bạn. Kỳ Anh Tự Khóa vừa bán vừa phá.